Xin kính chào quý vị các bạn, tôi là Thanh Tùng. Rất hôm nay rất là vui vẻ và hoan hỷ được ngồi đây chia sẻ với quý vị và các bạn. Họ Nguyễn tôi rất tin vào nhân quả, tin vào mối lương duyên. Và con đường mà họ Nguyễn tôi đang chập chững bước đi trên con đường tu học, đó là giới định và tuệ. Và mau chứng vào con đường của Đức Phật. Và hôm nay là một ngày thật tuyệt vời. Họ Nguyễn tôi rất tin vào mối lương duyên này, rất tin vào những điều thiện lành trong cuộc sống. Ta gieo hạt thiện lành, ta sẽ gặt những quả báo thiện lành mà thôi. Hôm nay là một câu chuyện mà họ Nguyễn tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Đó là câu chuyện vì nhỏ mất lớn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trước kia có một người lái buôn vô cùng cố chấp. Có lần anh cho người khác mượn 5 xu, đã rất lâu vẫn chưa thấy người kia đến trả. Tức giận quá, anh đến nhà đòi. Trên đường đi phải qua một con sông lớn. Thật không may, cây cầu vừa bị gãy, cho nên anh phải tốn 2 xu tiền đò. Nhưng đến nơi thì người thiếu nợ đi vắng, không có nhà, không thể lấy được nợ, chỉ còn cách mau quay trở về. Thế là anh phải tốn thêm 2 xu tiền đò nữa. Kết quả không lấy được 5 xu nợ mà phải tốn đến 4 xu tiền đò. Chưa kể đến những nỗi vất vả mệt nhọc khi đi, thật là lợi không bằng mất, làm trọc cười cho thiên hạ. Phần lớn chúng sinh cũng vậy, chỉ vì một chút bọt danh bả lợi, không ngại làm những việc bại hoại thanh danh cao quý của mình. Kết quả thường không bù lại được sự tổn thất, thậm chí chút bọt danh bả lợi vừa có đó cũng không còn. Hiện tại mang tiếng xấu, tương lai nhất định phải chịu khổ quả khổ báo đó. Hành động như vậy thật ngu muội hết chỗ nói. Trích kinh Bách Dụ quyển thượng. Qua câu chuyện này, họ Nguyễn tôi rất vui vẻ và hoan hỷ được chia sẻ với quý vị và các bạn. Làm những cái điều thật là vô ích. Và qua câu chuyện của người lái buôn này là một người vô cùng cố chấp, luôn có tà kiến. Và thực tế những cái việc chúng ta làm để đòi lại những cái gì mà chúng ta hãy buông bỏ và cho đi. Thì thứ nhất, họ Nguyễn tôi, đấy là chia sẻ của họ Nguyễn, của Phật tử họ Nguyễn, đó là lòng ta vui vẻ và hoan hỷ. Có nợ ắt phải có trả. Người kia nợ người lái buôn này, nếu họ không muốn trả, có đòi đòi nữa, đòi mãi thì chúng ta vẫn mất thời gian, công sức và tiền bạc. Thay vì đó, trong cái thời gian đi đến nhà để làm cái việc thu khoản nợ vô cùng nhỏ như vậy, chúng ta có thể buôn bán hoặc làm những công việc khác, giúp đỡ những người khác, thì bằng những công sức của chúng ta bỏ ra và thời gian đi lại như thế, có thể kiếm được số tiền ngang bằng hoặc hơn. Và hôm nay là một câu chuyện mà trong đời sống thường nhật hàng ngày, họ Nguyễn tôi cũng giống như các bạn. Có rất nhiều người nợ, các bạn cũng giống như tôi, cũng có những cái món nợ nho nhỏ và li ti. Nhưng chúng ta không có đắm say vào đó, không có chìm đắm vào đó và sống trong quá khứ. Họ mong muốn giả, và họ có giả ta hay không, đó là còn vào tùy duyên, và đó là mối lương duyên và cách sống và cách suy nghĩ và đạo đức của từng người mà ta đã cho nợ. Trong công việc và trong đời sống thường nhật hàng ngày, rất nhiều những người cứ nghĩ nợ là của mình, không phải giả nữa. Nhưng nhân quả rõ ràng, đoạn ác tu thiện, và những cái việc đó là cái việc sai với luân thường đạo lý. Khi chúng ta làm như vậy, hay những người nợ làm như vậy, thì liệu bạn là một người tốt? Liệu bạn là một người có tấm lòng từ bi và lương thiện, có giúp được họ nữa hay không? Đó là tùy vào cảm nghĩ và cảm ngộ của mỗi người. Theo tôi,
những con người đó thật là đáng thương, chứ không phải chúng ta là người mất tiền mà đáng thương. Họ là người hèn nhát, không dám đối mặt vào những cái việc nhỏ nhoi như vậy thôi. Lúc muốn người khác giúp đỡ thì mong cầu nịnh nọt, hay dùng những từ ái ngữ để chiêu dụ và làm cho người cho vay hoặc người giúp đỡ không còn có lý trí nữa. Nhưng thật là may, thật là may, với tấm lòng lương thiện, nhân từ bi, và những người như tôi và các bạn ngồi đây hãy sống thật tốt hơn. Chúng ta sẽ mong muốn gặp những người với tấm lòng lương thiện hơn. Nhân quả rõ ràng, chúng ta cứ làm việc lương thiện và gieo những hạt thiện lành, chúng ta sẽ gặp quả báo thiện lành và những con người thiện lành mà thôi. Phật tử Hạo Nguyễn tôi rất tin tưởng, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ Hạo Nguyễn còn nông cạn. Mong quý vị và các bạn comment ở bên dưới, Hạo Nguyễn tôi mở lòng đón nhận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối ấm áp bên gia đình với tình yêu thương.